thịt bò và các món ăn chế biến từ thịt bò được sử dụng rất phổ biến trong các bữa ăn gia đình. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, khi những lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm liên quan đến thịt lợn ngày càng nhiều, thì nhiều gia đình đang có xu hướng chuyển sang sử dụng thịt bò nhiều hơn trong khẩu phần ăn. Từ thịt bò có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Không chỉ ngon miệng mà những món ăn này còn rất có lợi cho sức khỏe. Bởi theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt bò là một nguồn tuyệt vời của protein chất lượng cao. Việc thường xuyên ăn thịt bò hoặc các nguồn protein chất lượng cao có thể giúp duy trì khối lượng cơ bắp, tăng cường sức khỏe, đặc biệt là cho những người thường xuyên luyện tập thể thao. Điểm đặc biệt của protein trong thịt bò là chứa nhiều axit amin, axit gốc nitro. Chúng sẽ giúp cho các protein trong thức ăn biến thành đường hữu cơ để cung cấp cho các hoạt động hàng ngày. Ngoài ra, thịt bò còn chứa những chất dinh dưỡng khác nhau như selenium, sắt, niacin, vitamin B6 hay phốt pho. Tương ứng với nó là những tác dụng cụ thể như hình thành máu và chức năng của não và hệ thần kinh, quan trọng cho sự tăng trưởng và duy trì cơ thể, giảm nguy cơ bệnh tim, quan trọng trong việc hình thành máu. Trong thịt bò còn chứa nhiều khoáng chất như magie và kẽm. Đây là những khoáng chất thiết yếu góp phần tổng hợp protein và chất chống oxy hóa để thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp. Muối của axit glutamic và vitamin B6 và kẽm tương tác với nhau, tăng cường hệ thống miễn dịch và quan trọng hơn có thể làm tăng hiệu quả của sự trao đổi chất insulin. Bên cạnh đó, thịt bò chứa nhiều vitamin B12. Vitamin B12 cần thiết cho các tế bào, nhất là các tế bào máu đỏ mang oxy đến các mô cơ. Vitamin B12 thúc đẩy nhánh chuỗi amino acid chuyển hóa, do đó cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể trong những hoạt động cường độ cao. Ngoài các món ăn quen thuộc như bò xào, bò hầm tiêu đen hay lẩu bò, để thay đổi khẩu vị cho cả gia đình, các bà nội trợ có thể sử dụng thịt bò kết hợp với me và một số loại rau củ khác, chế biến thành món bò nhúng me. Không chỉ giàu dinh dưỡng, món ăn này còn góp phần kích thích vị giác, thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Chào các bạn, tôi giới thiệu với các bạn về món bò nhúng me. Thì có những các loại trên thị trường thì có những loại lẩu bò như là nhúng giấm, là các loại bò. Thế nhưng mà thực ra thì cái mùa hè này chúng ta muốn đổi món đi, để chúng ta muốn ăn chuyển sang cái món tôi giới thiệu các bạn, món bò nhúng me. Thì nó vừa chua vừa ngọt, nó có vị thanh của me, chua thanh của me, rất là dễ chịu ăn, mới mà rất là thích. Quả, nếu như không có me gói chúng ta có thể dùng me quả. Đặc biệt cái me quả chúng ta lại phải đun nó lên và sau đó chúng ta sẽ dầm nát và lọc lấy nước và chúng ta sẽ chỉnh ngọt bằng đường. Và cái hương vị của nó, đặc biệt là chúng ta không cho mình chính là hạt lên thì cả, chúng ta chỉnh bằng muối tinh hoặc đường để cho cái vị chua ngọt của nó đều và nó sẽ tạo ra cái vị rất là thanh và chúng ta nhúng me rất là ngon.
Còn nếu như me gói thì chúng ta có thể là dùng cái me Sài Gòn. Thì chúng ta có thể lọc, chúng ta ngâm nước và chúng ta có thể đun qua nước sôi, chúng ta lọc lấy cái nước và chúng ta sẽ chế biến theo như là cái me tươi tôi vừa nói. Thế còn cái nguyên liệu mà của cái bò nhúng me thì gồm có bánh mì này. Bánh mì thì chúng ta nên mua bánh mì gối, chúng ta có thể là nướng qua, hoặc chúng ta không nướng qua thì chúng ta có thể ăn trực tiếp cũng được. Và còn cái bò thì chúng ta chọn những cái loại bò bắp hoặc bò phi lê. Bò bắp thì nó giòn, bò phi lê thì nó có gân, thì nó rất là ngon. Thế cho nên là chúng ta chọn những cái bò mà còn tươi, tức là cái cách chọn bò các bạn cũng phải nên lưu ý. Ví dụ như là chúng ta sờ vào miếng thịt bò nó có cái độ dính mà chúng ta khi chúng ta ấn xuống cái đàn hồi nó không có. Thì là ấn xuống mà vẫn còn nguyên vết tay là bò, đấy là bò. Hoặc là nó tạo ra cái mùi khó chịu thì chúng ta không nên mua. Có thể có những nơi người ta sản xuất, người ta chế biến thịt bò, người ta dùng những cái thủ thuật như là dùng các loại hóa chất chúng ta nó để bảo quản thịt bò từ hôm trước để cho nó vẫn giữ cái màu tươi. Nhưng chúng ta phân biệt thì nó rất là dễ, bởi vì khi chúng ta sờ vào miếng thịt bò nó có độ dính như là thịt bò tươi, chúng ta thấy cảm giác màu sắc là rất là hài hòa và nó có mùi thơm, nhưng nó không có những mùi nó khó chịu như là cái thịt bò để thường qua. Nguyên liệu của nó gồm bò này, có thể cả dùng cả thêm nấm nữa, dùng hành tây, hoặc là chúng ta có thể dùng thêm như là các loại rau như là rau thơm, rau mùi hoặc xà lách gì đó. Thế thì cái cách mà chế biến cái món bò nhúng me thì trước tiên tôi sẽ nói về cái nước để chúng ta nhúng. Cái nước me thì như tôi vừa nói thì chúng ta sẽ nhúng đun nước me lên và lọc lên nước, và sau đó chúng ta có thể cho thêm nước lọc, và chúng ta có thể là đun sôi lên, và sau đó chúng ta sẽ nêm gia vị, như là chúng ta sẽ chỉnh bằng đường để cân đối cái vị chua ngọt nó bằng nhau. Nếu chúng ta thích ăn chua chúng ta có thể bớt đường đi một chút, và chúng ta có thể ăn ngọt thì chúng ta phải tăng đường một chút đó, và chỉ dùng đường và muối tinh đấy. Và sau đó chúng ta cho một chút cái tương cà chua vào để cho nó có độ sánh và nó có màu sắc đấy. Còn cái bò thì đặc biệt chúng ta sẽ về có thể là lọc gân sơ, thái thật mỏng, và chúng ta tẩm ướp một chút gia vị như là mình chính là nêm dầu hạt và tỏi băm, và chúng ta cho một chút dầu ăn vào để cho cái bò nó không bị khô. Và cái thứ hai là bánh mì, thì cái bánh mì chúng ta có thể là nướng qua. Chúng ta nếu chúng ta ăn có cái tạo cái độ ngậy thì chúng ta có thể cho thêm một chút bơ và chúng ta nướng trong lò, và sau đó chúng ta có thể cắt miếng vuông như là quân cờ hoặc hàn liệu tùy, nhưng cũng có chúng ta có thể cắt chéo thành tam giác để quên cũng được. Và sau đó chúng ta sẽ bày ra đĩa, kèm ăn kèm của nó gồm có hành tây, nấm linh chi, hoặc là cái nấm hương, hoặc là nấm hải sản, hoặc là nấm kim châm. Đấy, những cái loại nấm đó thì tất cả những loại rau chúng ta đều phải sơ chế sạch sẽ
và chọn những cái nơi mà nó có nguồn gốc xuất xứ. Thế còn cái khi mà chúng ta đã làm xong món này rồi, chúng ta ngồi thưởng thức, thì chúng ta có thể là đặt trên một chiếc bếp ga, bếp cồn hoặc bếp từ, và nó sôi nhỏ lửa và chúng ta cứ nhúng thịt bò vào, và sau đó chúng ta có thể ăn kèm với bánh mì, chúng ta có thể cuốn với lại như là rau cải, hoặc là chúng ta có thể cuốn với xà lách và chấm với lại như là xì dầu hoặc là muối tiêu chanh. Cái thịt bò thì lưu ý là nó, nếu chúng ta có thể nhúng lâu nó sẽ ra, và chúng ta chỉ nhúng chín tới thôi, ăn nó còn giữ được cái độ ngọt.